Ngân sừng nở hoa, đón mùa Noel mới. Hồi năm ngoái thì cây ngân sừng này ra bông lần đầu, mới có một cành hoa, nay ra được hai cành. Cây ngân sừng này là ngân sừng rừng nha các bạn, ngân sừng rừng ở chung một chỗ, nhưng cái độ chấm tím của bông thì cũng tùy vào cây, có cây thì chấm tím nhiều, có cây thì chấm tím ít. Hồi năm ngoái thì độ chấm tím này ít hơn, năm nay thì lại nhiều hơn. Cây này thì ra bông sớm. Mình trồng cây này từ hồi còn cái con tới nay là được 7 năm rồi các bạn ạ. Thì ra bông rất, rất đẹp. Cái kho nó thì cũng nằm ở mức độ tầm thôi. Nhưng mà cây này ra hai dồi hoa thì cũng tương đối được. Xem lá này các bạn, to chưa? Lá cực kỳ to. Trên này là do hồi đợt bão cây chậu này bị ngã nên nứt lá. Đây là keo liền xẹo của Mỹ nha các bạn. Mình the ra mình sợ nó thối lá. Anh sừng này là trồng ở trong rừng, thành ra là cũng ít bệnh lắm. Chủ yếu mình cho anh phân bón lá là chính, còn phân tan chậm thì ít khi dùng, chủ yếu là phân phân bò, phân gà, phân dơ. Hôm nay thời tiết trời đang mưa âm u nên thành ra video này nó không được rõ lắm nha các bạn. Cái nụ bông mà nó bị vàng hoàng nè, bị hoàng này là do là hồi khi mà cây ra dồi rồi bắt đầu ra nụ thì mình lại tưới thuốc đó các bạn. Mình tưới thuốc do trời qua mùa mưa rồi mình tưới thuốc, rồi mình trời đang mưa to rồi mình tưới thuốc xong rồi nó trúng lên cái bông này, thành ra bây giờ nó lại hư mấy cái bông, bị quen mất mấy cái bông. Khi mình tưới nước thì né cái bông ra nha, tại vì nếu như tưới lên bông thì bông rất nhanh tàn, dập bông hoặc là gác phân thuốc, chỉ tưới ở phía phần gốc thôi. Cây rất thơm, thơm lắm, mùi thơm rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu.
Bông hoa này được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Lan rừng, lan rừng là mệnh danh nữ hoàng của các loài hoa. Nó trông giống như những cô sơn nữ ở núi rừng vậy các bạn. Đang khoe sắc, chừng bông khoe sắc. Nếu như mà trời nắng chiếu vào mà mình tưới nước lên nữa thì rất là đẹp. Bông này nở được 4 ngày rồi các bạn. Còn những cái búp này còn đang còn nở qua, những cái bông này thì còn đang đang nở căng phòng rất đẹp. Nếu như mà ta chăm sóc tốt thì cây càng ngày càng lớn, thậm chí có cây là cao tới 1 mét luôn các bạn ạ, hoặc hơn nữa. Và giờ bông ra càng nhiều. Nếu như mình chăm sóc tốt thì những mạch bông này, nếu như mình cho anh phân mà kali ở giai đoạn ra bông thì bông sẽ ra càng đẹp hơn các bạn. Trước mình không biết, mình đem ra ngồi nắng mình treo rồi trời nắng cháy cái lá, nhưng mà sau qua một thời gian 1 năm sau thì cái chỗ cháy nắng đó nó lại phai phai mất ạ. Lá cháy nắng hồi nằm trên đây mà bây giờ lại phai mất rồi, không thấy nữa. Núi rừng này các bạn, đây là núi này. Đó. Ở đây là gió rất là mạnh nha.